Rồi, xin chào các em nhé. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong tiết số 1 tuần 8. Và các em nhớ là trên kênh của chúng mình thuộc chương trình sách giáo khoa của môn toán lớp 4, thầy đã làm rất là chi tiết, rất là đầy đủ cho chúng ta vở bài tập tập 1, tập 2, vở luyện toán tập 1, tập 2, bài tập thực hành môn toán, bài tập thực hành tiếng Việt và toán, rất là chi tiết, rất là cụ thể cho chúng ta rồi. Các em nhớ tìm để các em học nha. Bây giờ thì mời các em mở sách của chúng mình ra trang 54 nào. Chúng ta sẽ đến với cái bài số 1 này. Người ta cho mình như sau này: tìm hai số, biết tổng hai số đó là 120 và hiệu của hai số đó là 20. Đấy, vậy thì nhìn vào đây thì chúng ta biết đây là dạng toán gì các em? Có tổng này. Tổng của hai số này là 120, đúng không nào? Hiệu của hai số là bao nhiêu? 20. Vậy thì đây là toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu thôi. Vậy thì chúng ta sẽ tìm được ngay, đúng không? Vậy chúng ta sẽ giải lời giải thứ nhất này. Ta tìm cái số lớn hay gọi là số thứ nhất đi nhá. Vậy chúng ta sẽ có này, vậy thì số thứ nhất này sẽ là, được chưa? Chúng ta coi đây là số lớn, đúng không? Ta sẽ lấy tổng này 120 này cộng với hiệu này là cộng với 220, được bao nhiêu chúng ta chia cho gì? Chia cho 2, đúng không? Đấy, 120 cộng với 20 thì sẽ là 140. 140 chia 2 thì bằng bao nhiêu các em nhỉ? 70. Đấy, vậy thì mình đã có được số thứ nhất, thì chúng ta sẽ tìm được số thứ hai thôi. Vậy thì số thứ hai sẽ là, các em sẽ lấy cái gì các em? Lấy tổng của nó là 120 trừ đi số thứ nhất, tức là trừ cho 70. Vậy thì 120 mà trừ đi 70 thì bằng bao nhiêu? 50. Đấy, vậy thì đây chính là số thứ hai. Và chúng ta sẽ có đáp số, hai số cần tìm đó là số 70 và bao nhiêu? 50. Được chưa? Xong nhá. Rồi, mình cùng đến bài số 2. Bài số 2 người ta cho: trong vườn nhà bạn Nam thì có 96 cây. 96 cây bao gồm cả cam và gì? Và bưởi. Như vậy thì đây chính là gì? Tổng này 96 này, đúng không? Trong đó số cây cam nhiều hơn số cây bưởi là 6 cây. Vậy thì hiệu của chúng ta ở đây sẽ có là mấy? 6 cây, đúng không? Hỏi trong vườn nhà Nam có bao nhiêu cây cam và bao nhiêu cây bưởi. Vậy thì đây cũng lại là toán gì các em? Tìm hai số khi biết tổng và hiệu. Vậy thì số lớn ở đây chính là bằng cây gì? Cây gì? Cây cam nó nhiều hơn, đúng không? Vậy thì số bé ở đây sẽ là cây gì? Cây bưởi nhá. Được chưa? Vậy thì mình sẽ tìm nè. Số cây cam, tức là mình tìm số lớn, đúng không? Số cây cam trong vườn nhà Nam, đúng không? Trong vườn nhà Nam sẽ là tổng nè 96 nè cộng với hiệu nè là cộng cho 6, tất cả chúng ta chia cho 2, đúng không? Rồi, vậy thì 96 cộng 6 là bằng bao nhiêu? 102, đúng không? 102 giờ mình chia cho 2. 10 chia 2 được 5 còn dư 1. Bằng 0. 2 chia 2 được 1 bằng 0. Như vậy bằng bao nhiêu? 51 cây. Đấy, vậy thì mình đã có được số cây cam là 51 cây. Thì đến đây mình sẽ tính được số cây gì? Số cây bưởi thôi. Số cây bưởi trong vườn nhà Nam, đúng không nào? Trong vườn nhà Nam sẽ là bao nhiêu các em? Tổng là 96 trừ đi số cây cam 51 bằng bao nhiêu? 6 trừ đi
1 thì bằng 5, 9 trừ 5 bằng 4. Đúng không? Như vậy thì sẽ là bao nhiêu? 45 cây. Được chưa? Và đây chính là đáp số nhé. Đáp số, số cây cam bao nhiêu? 51 cây. Số cây bưởi bao nhiêu? 45 cây. Được chưa? Đấy, xong nhá. Rồi, mình đến với bài tiếp theo là bài số 3. Hai cái đội trồng được tất cả là 1.500 cây. À, như vậy thì mình thấy nè, tổng của hai đội trồng là 1.500 cây. Đội thứ nhất thì trồng ít hơn đội thứ hai 100. Vậy thì chúng ta cũng có hiểu đây là bao nhiêu? 100 cây, đúng không? Vậy thì người ta hỏi, vậy thì hỏi mỗi đội trồng bao nhiêu cây. Vậy thì rõ ràng ở đây mình cũng là toán gì? Tổng đi, tổng hiểu. Vậy thì đội 1 sẽ là số gì? Số bé, đúng không? Và số lớn ở đây sẽ là đội gì? Đội thứ hai là số lớn, đúng không? Và đội số 1 sẽ là số gì? Số bé nhá. Đấy, vậy thì chúng ta sẽ giải ngay thôi. Đó là số gì? Mỗi cây trồng được bao nhiêu? Vậy chúng ta sẽ trả lời là số cây. Số cây đội thứ, ta tìm số lớn đúng không? Số cây đội thứ hai trồng được là, đúng không? Đấy. Số cây đội thứ hai trồng được là này. Đấy thì các em sẽ lấy cái gì? Tổng của nó nè, 1.500 nè, cộng với hiệu của nó nè, là cộng cho 100, tất cả chia cho 2. Đúng chưa? Rồi vậy thì 1.500 cộng với 100 thì nó ra là 1.600. Các em chia cho 2, tức là 16 chia 2 bằng 8, đúng không? Vậy thì sẽ là 800. Đúng chưa? Đấy, vậy thì số cây đội 2 trồng là 800 cây. Đội 2 trồng được 800 cây thì chúng ta sẽ dễ dàng tìm được đội 1, đúng không? Số cây đội thứ nhất, đúng không nào, trồng được là, được chưa? Đấy thì Ken sẽ lấy cái gì? Lấy tổng của nó là 1.500 cây. Ken trừ đi số cây của đội thứ hai 800. Như vậy thì 15 trừ đi 8 thì sẽ bằng 7. Vậy thì 700 cây nhá. Và các em chỉ việc ghi gì? Đáp số nè, số cây đội thứ nhất, đúng không, mấy? 700 cây. Và số cây của đội thứ gì? Đội thứ hai bao nhiêu các em? 800 cây. Được chưa? Đấy, rất đơn giản đúng không? Rồi, mình đến với bài số 4 nè. Hiện nay anh hơn em 5 tuổi. Hiện nay thì anh hơn em 5 tuổi, tức là lúc nào hiệu của tuổi anh và tuổi em cũng sẽ là mấy? 5. Đúng không? Biết rằng 5 năm trước đây, tổng số tuổi của anh và em nè là bao nhiêu? 15 tuổi. Đấy. Vậy thì bây giờ ta hỏi tuổi hiện nay của anh là bao nhiêu và của em là bao nhiêu. Vậy thì đây cũng là toán gì đây? Toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu, đúng không? 5 năm trước, nhớ đây là 5 năm trước nè, thì tuổi của anh và em là bao nhiêu? 15 tuổi, đúng không? Vậy thì mình sẽ tìm đầu tiên nè, tuổi của ai? Số lớn đi nhá. Tuổi của anh mấy? 5 năm trước đây, đúng không?
Đó, mình hãy tìm 5 năm trước đây đã, sẽ là bao nhiêu các em? Tổng là 15 cộng với hiệu là 5 chia cho 2. Như vậy thì 15 cộng với 5 là 20. 20 chia cho 2 thì bằng mấy? 10 tuổi. Vậy thì 5 năm trước đây tuổi anh là mấy? 10 tuổi. Vậy thì mình sẽ có tuổi của anh hiện gì? Hiện nay. Đúng nè. Tuổi của anh hiện nay sẽ là bao nhiêu? Các em lấy tuổi cách đây 5 năm cộng với 5 thì sẽ ra tuổi hiện nay. Như vậy hiện nay thì anh là bao nhiêu? Mười mấy? 15 tuổi. Rồi, đến đây thì mình sẽ tính được tuổi của ai? Tuổi của gì? Của em hiện nay thôi, đúng không? Tuổi của em hiện nay sẽ là đây. Hiện nay thì anh hơn em 5 tuổi. Vậy thì mình sẽ lấy tuổi của anh 15 trừ đi số tuổi của anh hơn em là 5. Vậy thì em sẽ mấy? 10 tuổi. Được chưa? Đấy, vậy thì mình chỉ điền đây thôi. Tuổi của anh sẽ là bao nhiêu? 15 tuổi nè. Và tuổi của em là mấy? 10 tuổi. Đấy, xong nhá. Dễ như ăn kẹo thôi, đúng không? Rồi, và đến đây chúng ta đã thực hiện xong được cái tiết số 1 nha. Đừng quên chia sẻ video và giới thiệu cái kênh của chúng mình nhá.